Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bạch Tuộc đâu rồi nhỉ? À, hình như là ở đằng này. Mày thế, may mà mình phọt mực ra kịp không là toang rồi. Đâu rồi? Tông môn cái thằng Bạch Tuộc vừa mới thấy ở đây xong mà đã chạy mất tiêu rồi. Đợi đấy, mày hãy đợi đấy. Ông mà nhìn thấy lần nữa là ông hóa kiếp nhà mày luôn. Vâng, chào mừng quý bà con cô bác đã quay trở lại với channel Không Giới Hạn New. Lại là mình đây, là MC Rương cực kỳ tào lao của các bạn đây. Các bạn thân mến, mở đầu video, lườn mô rây màu black đã tí thì tóm được Bạch Tuộc rồi. Cơ mà không sao, mình đã thuyết phục được ông Edit như đã hứa để ông chuẩn bị cho chúng ta hàng loạt cuộc chiến gay cấn giữa Bạch Tuộc và muôn loài trong chương trình ngày hôm nay. Không để chương trình nguội hơn nữa, chúng ta cùng hết sức tập trung và bắt đầu nào. Lui. À chết, từ. Sau đây là 5 giây cảnh báo. Video này cực kỳ tào lao và không dành cho những người nghiêm túc. Khán giả hãy cân nhắc thật kỹ trước khi xem. Xin cảm ơn. Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Bạch Tuộc, cá thìa. Chúng ta đang đến với cuộc chiến đấu đầu tiên giữa những con Bạch Tuộc với nhau. Bạch Tuộc dành khoảng 3/4 thời gian trong ngày để nghỉ ngơi tại nơi trú ẩn. Và chúng chẳng vui vẻ gì khi sống cạnh một tên hàng xóm ồn ào thích gây sự cả. Em Bạch Tuộc xanh lớn rất chẩu tre này đang ngó nghiêng tìm đối thủ. Nhìn thấy rồi nhá. Ê, cái tên Bạch Tuộc ở dưới kia. Đâu, đứa nào dám gọi anh? Hello. Ok, xin chào. Đồ ngốc. What? Đồ ngu ngốc. What? What is your lem? Mày lem y Tony. Tony ngu ngốc. À, bạn bảo ai ngu? Bạn đứng lại ngay đấy cho mình. Gõ cho phát vào đâu nì. Đau. Tên Bạch Tuộc khốn nạn đã bị gõ một phát vào đầu và chạy thẳng đi chỗ khác trốn. Nhưng đen một cái là nó trốn ngay vào chỗ của một tên cá thìa. Và đương nhiên là nó chả có một cái lý do gì mà phải sợ Bạch Tuộc hết. Con tên kia, biến ra khỏi chỗ của anh, biến nhanh. Không biến đây, làm gì được nhau. Bạn dám thách thức mình chứ nhỉ? Được rồi. Biến nhanh không cắn vào đầu bây giờ. Thêm phát nữa thì IQ của mình âm mất. Biến chưa, cái thằng kia. Dạ rồi. Chỗ của bạn tất. Đi nhanh. Vâng, tôi biết lỗi rồi ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cá đuối của Bạch Tuộc. Ê, nước sôi. Tránh ra, tất cả tránh ra. Cái mùi Bạch Tuộc thối ở đâu ấy nhỉ? Anh em nhanh lên phanh thây con Bạch Tuộc này ra. Cái miếng này là của tao. Cái tổng mồn hoài bọn khốn nạn này. Tránh ra cho anh em ăn với sao nào. Ăn tham thế nhỉ. Không cho đâu. Các bạn cút ra. Được rồi. Anh em đâu. Vào cướp hai thằng này không cho chúng nó ăn nữa. Bố láo với anh em à. Bạch Tuộc đâu rồi ấy nhỉ? Rõ ràng ngửi thấy cái mùi ở đây cơ mà nhỉ. Thằng này, Bạch Tuộc đâu? Chú ăn hết rồi đúng không? Ủ hay thì chị buồn cười này, không phải em. Mấy thằng kia ăn hết kia. Này thì không phải này. Mọi người ơi, chạy nhanh. Thằng kia nó khai hết anh em mình rồi. Mấy cái đứa kia, đứng lại đấy. Mày dám ăn hết Bạch Tuộc à? Mầm. Cày hết chưa lị, lũ cua bố láo. Ăn hết cả Bạch Tuộc của tao. Thu. Thôi, không ăn cua nữa. Đào hết cả cái cơm mồm. Về săn Bạch Tuộc tiếp. Chán quá đi mất. Ten. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ê, máy quay à? Mọi người thấy tớ đẹp không? Đẹp trai không? Thằng kia biến. Chỗ này anh đang săn Bạch Tuộc. À, thế ạ? Vâng. Em đi ngay đây. Lần đầu tiên được lên TV thích thế cơ chứ. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Quá là đen cho Bạch Tuộc. Chưa kịp đón hết cái Giáng sinh thì đã ngỏm củ tỏi mất tiêu rồi. Thế thôi, chúng ta đến với câu chuyện khác. Cua hải cẩu Bạch Tuộc. Cái con cua khốn nạn kia. Đứng lại, mày đứng lại đó cho anh. Mày chạy nhanh thế nhỉ? Ta. Ui. À. Trời đất, cái thằng cua này nó nhanh thế nhỉ? À ta. Chẹp. Không ăn thua. Tí thì bị tóm rồi. Úi giời, cay thế nhỉ? Đói lắm rồi đấy nha. Rồi. Ta. Mày chết nha mày. Bạch Tuộc nó lại đen đến thế là cùng. Đang đi săn thì bị hải cẩu đớp cho phọt hết cả mực với máu lẫn vào với nhau. Các bạn có thể thấy Bạch Tuộc thiệt mạng, nhưng không hề có một tí máu màu đỏ nào cả,
mà chỉ thấy nước xung quanh đen đục và đôi chút màu xanh pha lẫn. Điều này được lý giải bởi trong máu của bạch tuộc có chứa đựng protein rất giàu hemocyanin chuyên chở oxy, ít hiệu quả hơn huyết cầu giàu sắt của nhóm động vật có xương sống. Hemocyanin được hòa tan trong huyết tương thay vì những hồng cầu và tạo ra màu xanh trong máu. Nhầm rồi Rương em mê, hôm nay không có kiến thức mấy đâu nha. Ok, em quên. Ê, thế cho tiếp tục tào lao thôi anh. Cá mập và bạch tuộc, ngày hôm nay em cũng thấy như ngày hôm qua. Ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, nước biển là mặn. Thu, này thì hát này, vơ vẩn. À, cái con bạch tuộc khốn nạn này, mày dám phọt hết cả mực vào mặt anh à? Này thì phọt mực này. Mày ra đây, mày đi ra đây cho anh. À, mày định bịt mang của anh à? Này thì bịt này. Dám bịt mang của anh cho chúng chết luôn nhá. Này thì bịt. Thôi xong, thế này thì toang rồi còn gì nữa. Bạch tuộc ra đi, chân cứ gọi là lạnh toát luôn. Bạch tuộc đã nuốt trọn em cá mập đã nuốt trọn em bạch tuộc. Mồm với mang phòi hết cả mực bạch tuộc ra, như kiểu nhả khói. Nhìn cũng thú vị phết các bạn ạ. Tôm tít và bạch tuộc. Đây là một em bạch tuộc hai đốm California. Sở thích của em nó là ăn cua và ốc nhỏ. Nhưng hôm nay, nó lại thích đổi vị bằng món tôm chẳng hạn. Tôm đâu rồi nhỉ? Còn đây là tôm tít, một cao thủ hay thủ thích đập đầu đối thủ. Cú đập có thể làm vỡ cả vỏ sò. À ha, thấy rồi. Thấy rồi nha. À, đèn thế. Cái thằng bạch tuộc khốn. Ú tà tà, bạn đừng đấy. Tớ đến ngay đây. Rồi, bạn đến đây. Bạn nghĩ tớ sợ à? Ây, bạn banh. Người to thế nhỉ? Tớ đã làm gì đâu? Này, cái xúc tu kia để làm gì đấy? À, dám dọa đều à? Bạn hay lắm. Vòng quanh Sokuna. À chà, này thì Sokuna này. Ái rồi ôi, đau thế nhỉ? Đau thế. Rút. Yeah. Này thì rút này. Ôi, thôi. Anh tôm tha cho em ạ. Em xin lỗi ạ. Em hứa là sẽ không ăn tôm nữa đâu ạ. Anh tha cho em. Có giỏi thì quay lại đây cái thằng kia. Mày thế. Cuộc đi săn này bạch tuộc tuy không mất mạng, nhưng đã lỗ mất vài chục phần trăm IQ. Đàn cá Leather Jacket và bạch tuộc. Anh em đâu nhỉ? Anh em ơi, thằng bạch tuộc nó lại phọt thối hết cả nước rồi đây này. Ây, giật nửa mình. Mấy cái đứa Leather Jacket này, biến, tránh đường cho anh đi. Oánh cho bây giờ. Ích cha. Ôi trời ai, tộc môn nó đấm tớ các bạn ạ. Hóa kiếp cho tên này luôn đi mọi người. Lên. Ây, đông thế. Thế thôi, các bạn đông thì mình chạy luôn. Đứng lại đây cái tên kia. Đứng lại. Mày dám đậu đến anh em tao rồi bỏ trốn à? Rồi luôn. Ê chà. À, lại bật tôm nữa. Tấn công nó anh em. Ôi, nó lại chạy rồi. Anh em lao lên bắt nó bằng được. Vâng, thế sự thế này thì quá là toang luôn rồi. Bạch tuộc một phút bốc đồng cả đời bốc một phút bốc đồng là cả đời hối hận. Bạch tuộc đã có một nước đi quá sai lầm khi xâm phạm tới lãnh thổ của những con cá Leather Jacket. Lươn Moray và bạch tuộc. Thả ra đi bạn bạch tuộc thối kia. Thả ra. Thả nhanh lên, cầu lắm rồi đấy nhá. Chưa. Thế bạn đã chưa? Lần sau có dám ăn thịt anh nữa không hả? Được rồi, tớ không ăn nữa là được chứ gì. Rồi, tha cho đấy. Ôi nhầm. Nhầm video rồi anh edit đây. Chương trình này là bạch tuộc bị toang mà. Chết anh quên mất đấy, làm lại nha. Trong tất cả các kẻ thù thì lươn Moray là loài thường xuyên hạ sát bạch tuộc nhất. Em lươn siêu lô khổng cò này đang lần mò đi tìm bạch tuộc. Nhanh lên em ơi, thời lượng sắp hết rồi đây này. Ok, hôm nay hứa đảm bảo hóa kiếp cho bạch tuộc rồi mà lị. À, thấy rồi, mày chết với anh. Ô ta, lươn Moray lao tới tấn công bạch tuộc với một tốc độ vô cùng kinh khủng khiếp, dã man còn ngàn. Nhưng tốc độ này là do ông Edit tăng speed chậm lại thôi anh ơi. Nhanh thế ai mà xem được. Chưa. Nào, ra đây ngay cái con bạch này. Sao lại cứ ngoan cố tình bám víu vào đấy thế nhỉ? Chết đi mà đầu thai làm người em nhá. Bạch tuộc lại một lần nữa ngòm củ tỏi. Và như thường lệ, lươn Moray lại mang người bạn thân thiết của mình đến chỗ kín để ăn. Người và bạch tuộc. Cuối cùng của cuối cùng thì chùm cuối không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Kẻ thù của kẻ thù trong tất cả các loài. Nhân vật cuối cùng của gần hết chương trình ngày hôm nay đó chính là con người. Sau chuỗi 3 video chưa bắt được một con bạch tuộc nào thì các anh Caramel quyết định túm lấy một con bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ về làm vài món ăn nhậu chơi. Thấy chưa bạn ơi? Chưa. Bạch tuộc đâu rồi ta? À đây rồi.
ở đây có nhiều vỏ cua và vỏ chai này, khả năng cao là bạch tuộc đang ẩn nấp ở gần đây. Vâng, các anh Caramel đã rất nhanh chóng tìm thấy bạch tuộc. Cẩn thận nhá, cẩn thận anh ơi, bạch tuộc nó ôm cho ngạt thở bây giờ. Và ok, các anh đã bắt được một con bạch tuộc siêu lô khổng tò và giờ là sẽ mang nó về nấu. Theo các bạn, em bạch tuộc siêu lô khổng tò này sẽ làm món gì ngon nhất? Hãy bình luận ngay ý kiến của các bạn ở phần comment phía bên dưới để cho mình và mọi người được biết nha. Còn series chương trình về loài bạch tuộc đến đây là kết thúc rồi. Chương trình ngày hôm nay nếu như vẫn hay như mọi khi thì các bạn hãy tặng cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè gần xa. Để kịp thời tụ họp cùng các trai xinh gái đẹp trong những chương trình mới nhất thì việc đơn giản là hãy bấm đăng ký kênh và nút chuông nho nhỏ bên cạnh. Thông báo sẽ được free ship thẳng đến tận nơi cho các bạn. Trong quá trình thuyết minh bối rối nếu như có điều gì đó sai sót và sơ suất, đôi khi xuất hiện quảng cáo làm cho các bạn giật nảy mình thì mong các bạn hãy bỏ qua cho. Vì tiền không phải là tất cả, nhưng đam mê mà không có tiền thì cũng chỉ đi dép tổ ong bị rách mà thôi. Thế nha! Cuối cùng là xin chúc các bạn và gia đình có một Giáng sinh thật an lành, vui vẻ và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Merry Christmas! Mình ra!